Bây giờ Alex ốp gà xong rồi Alex để đây rồi chở bà Liên đi bác sĩ, xong rồi về đi chợ, dẫn bà Liên đi chợ. Alex ốp gì nè Gà Alex. Hello cả nhà nha. Tại Liên bị amidan á, cho nên là cái giọng Liên nó khào quá, Liên Liên nói nhiều nó đau cổ họng á cả nhà. Alex giờ phải ốp thịt gà. Ốp thịt gà xong rồi để đây cho nó thấm á. Thấm xong rồi cái Alex đưa Liên đi khám bác sĩ. Alex đang trong cái tuần tuần nghỉ nghỉ bên đây nó có đi làm, nó có tuần nghỉ nghỉ phép đó cả nhà, nên là cũng trúng lúc Liên bệnh sẵn Alex đưa đi bác sĩ luôn. gì Để em coi nó ốp ở đây làm sao rồi. Alex là chuyên môn thích ốp với hử rồi cả nhà, hử rồi thơm thơm à. Alex là chuyên môn thích ốp với cái gì đó xá xíu á cả nhà. Alex khoái ốp xá xíu lắm, thích ăn cái mùi đó đó. Liên thì Liên ăn sao cũng được, cái nè gà thì tại vì Alex thích ăn nhất, chứ còn Liên thì Alex làm sao Liên ăn vậy thôi, chứ mình lúc mình làm không được mà Alex làm sao mình ăn vậy thôi cả nhà. Nhưng mà ướp xong nướng nó cũng ngon lắm, nó ướp nướng lên nó có cái màu đỏ đỏ này rất là đẹp. Alex khoái có màu vậy cả nhà, khoái có màu đỏ đỏ vậy thôi. Ok giờ Liên với Alex đi đi bác sĩ cả nhà. ướp xá xíu nó không có cái mùi 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 gà đó. À, với lại sẵn đây trong video nè, bữa cái video vừa rồi đó Liên Alex quay video, tại Liên bệnh đó cả nhà, Alex quay video làm đồ ăn á. Cũng có mấy anh chị cô chú vô cũng thấy Alex làm nấu đồ ăn cho Liên đồ này kia, cũng khen Alex dữ lắm. Nhưng mà có nhiều người thì cũng thấy Alex là nói tiếng Việt rành lắm, thì đúng là Alex nói rành lắm cả nhà, nói rành lắm, nhưng mà đều nói chậm thôi ha. Sẵn đây Liên cũng nói thêm, có nhiều rất là nhiều video từ lúc mà Liên mới làm YouTube á, Liên cũng chia sẻ về về Alex, tại về gia đình rồi về Alex như thế nào đó Liên có chia sẻ hết rồi. Nếu mà cả nhà mình ai chưa xem thì vào video đó xem ha. Tại vì có nhiều người thấy Alex mặt á thì Tây, nhưng mà nói tiếng thì nói tiếng Việt rất là rành, cho nên là cũng có nhiều người bất ngờ với thắc mắc cả nhà ha. Tại vì Alex thì ba Alex người Việt Nam, cho nên là Liên cũng đã chia sẻ từ rất là lâu những cái video đó rồi, cả nhà mình vào xem lại thì sẽ hiểu thêm cô chú anh chị ha. Để sau này Alex làm video dù là nói chuyện có chậm chút thì cả nhà cũng thông cảm nha. Nói chung là cái chất giọng Alex nói chuyện theo cái âm á, âm giọng á, thì nói rành tiếng Việt mình lắm, nhưng mà từ dựng á, từ dựng thì Alex ở đây lâu thì quên rất là nhiều thôi cả nhà, quên rất là nhiều ha. Ok đó, Alex off rồi. Giờ đi bác sĩ và dẫn cả nhà đi chợ luôn ha. Đây có chợ trời cho nên là rất là đông luôn. Ở gần nhà Liên nó có chợ trời này, nó một tuần nó có mấy ngày cả nhà. Mua đồ ngoài đây cũng rẻ lắm. Chút nó đi bác sĩ xong về Liên dẫn cả nhà vô coi, mình đi cái giờ mà trưa đó. Tại Liên với Lát có hẹn bác sĩ 11 giờ. Cho nên là giờ đi bác sĩ xong chút nữa về ghé chợ trời khoảng cỡ 12 giờ, giờ đó bắt đầu nó bán đồ rất là rẻ cả nhà. Giờ nó sắp dọn á cả nhà, nó bán đồ rẻ lắm, bán con đồng đồng mấy thao vậy. Chút quay cho cả nhà coi, tại thường là quay là Liên đi vào buổi sáng á, sáng sớm á, cho nên là đồ nó còn còn hơi mắc hơn là buổi trưa. Buổi trưa người ta sắp dọn nghỉ á, cho nên là bán rẻ lắm, bán cái cảnh đó, cảnh bán nó nhìn mắc cười lắm cả nhà. Trời cả nhà thấy nắng dễ sợ cả nhà ha, nhưng mà nó rất là lạnh luôn nha, lạnh lắm cả nhà, gió nữa lạnh quá trời lạnh luôn á. Bởi vì Liên mới dễ bị bệnh là vậy đó. Đúng ra thì bây giờ là không có lạnh nhiều nữa đâu, mà sao tuần này nó trở lạnh dữ quá không biết nữa.
sĩ rồi cả nhà. Chỗ bác sĩ ấy, lúc nào cũng có gần mấy cái chỗ pharmacy đó cả nhà, tiệm thuốc tây á, để cho mình đi bác sĩ xong mình ra mình lấy thuốc nó tiện lắm cả nhà, khỏi phải mất công. Chứ bên này đi kiếm nhà thuốc thì cũng nhiều lắm, nhưng mà thường á là bác sĩ mở gần nhà thuốc có mình tiện cho mình hơn. Liên giờ let's vô vô bác sĩ nha cả nhà, trời gió lạnh quá. Đang ngồi chờ cả nhà, cũng có nhiều người lắm cả nhà. Nó xin xin dẫn về đi đi khám bệnh nè. Nó xin có bệnh không? Nó Alex đi chợ cả nhà. Động động không cả nhà, động động mâm vậy nè. Cái này hai động thao cả nhà, hai động mang rưỡi. Cái này 1.5 đồng cả nhà. 1.5 đồng gồm có trái bí này cả nhà. Trái bí đỏ nè. Với lại cà rốt cả nhà, 1.5 đồng cả nhà ha. Rất là rẻ luôn. Kiểu như chưa muốn về hay sao còn đứng nhìn nhịn gì cả nhà, nhìn rình tính mua cái gì nữa. Anh đi đâu anh cũng xách cái giỏ muôn năm ấy. Alexi xong à, xách giỏ đi về à,
anh đi lại ngay chỗ bán đồ trang điểm của đàn bà, anh tính mua đồ trang điểm anh sơn ngay nhà, anh đứng anh nhìn chứ nó gì, anh đứng anh nhìn đồ trang điểm, anh tính anh mua đồ trang điểm hay gì. Alexi bó tay Alexi. Ale, Ale, over Alexi. Con có sao? Tính mua gì nữa hả? Ale, over.